nỗi đau đến với bà mẹ này quá lớn và quá bất ngờ. Khi hay tin đứa con duy nhất của mình là anh Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, bị chết tại Mỹ, bà như không còn muốn sống. Chiếc iPad này được Khương mua cho mẹ ngay trước chuyến đi Mỹ. Giờ đọc những tin tức về con, xem những hình ảnh cũ của con mà người mẹ đau xé ruột gan. Khói nhang trên bàn thờ mới lập cho con chỉ làm nỗi đau lớn thêm. Nước mắt không thể mang lại cho bà đứa con đã mất. Trong khi đó, người chồng của bà thì đang nằm điều trị tại bệnh viện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì bây giờ nghe tin con như vậy đau xót lắm. Nhưng mà giờ không biết gì hơn. Mong là làm sao mà cơ quan và những người có liên quan tạo điều kiện cho tôi đem con tôi về sớm nhất, chứ đau lòng lắm. Đồng thời nhờ cơ quan làm rõ cái việc này để minh oan cho con tôi, cái chết quá oan ức, và biết ngay cái thủ phạm là ai. Căn nhà cấp 4 ở con hẻm trên đường Lãnh Bình Thăng thuộc khu phố 2 thị trấn Cần Giuộc này chỉ vừa được xây dựng. Nhà vẫn còn mùi nước sơn. Căn nhà này được Khương dành dụng và mượn tiền của bạn bè để xây dựng cho cha mẹ có nơi ở tươm tất. Căn nhà vừa được xây không bao lâu thì Khương lại vĩnh viễn ra đi nơi đất khách quê người. Như truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 2 tháng 6 năm 2018, theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ phát hiện thi thể hai người Việt là bà Nghĩa Bội Sang, 39 tuổi và Nguyễn Lê Bá Khương, 30 tuổi, trong khách sạn Sòng Bạc Circus ở Las Vegas, bang Nevada, nước Mỹ. Hai nạn nhân thuộc một đoàn du khách lưu trú tại khách sạn và dự định nghỉ tại Las Vegas 2 đêm trước khi đến thành phố Los Angeles rồi trở về Việt Nam. 10 năm trước, người anh của Khương đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, nên Khương là trụ cột trong gia đình. Sau nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch cho các công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Khương có việc làm được xem là tương đối ổn định tại công ty du lịch Triều Hảo. Dành dụng được bao nhiêu tiền, Khương đều đem về lo điều trị bệnh cho cha và lo thuốc thang cho mẹ bị bệnh viêm gan C hơn 6 năm. Không ngờ, lần đi Mỹ này lại là lần vĩnh biệt. Nó hồi xưa dạng nó cũng như là kêu như tôi kêu nó như ông Phật đất vậy đó, như cà bạc vụ trà đi gái nó không có cái gì với cháu đó. Bởi mà khi mà nghe mà cháu mất một cái đi ở sớm này ai cũng khóc đổ lệ gì đó. Khi mà đi mà đưa bữa lên máy bay đó, đầy không rất là thương đó, đưa đi đến nơi đến chốn nào bạn, nhưng không ngờ một cái qua tới bấy một ngày, qua ngày sau đó, tin mừng chưa kịp đến đã nghe tin hung tin. Cái đó là rất là đau xót cho đứa cháu này. Xưa giờ nó rất là hiền, không có gì hết trơn á. À, ngày chồng xóm này coi như là nó hiền lắm, đi làm về là xong ở nhà quần quật ở nhà với rồi không có mít lòng xóm chồng với nó, đi làm về là nó về nhà rồi nó ở với cha mẹ, có hiếu với cha mẹ nó lắm, hiền lắm, không có gì hết á. Nó rất là tốt, tánh tình rất là trong sáng chứ không có bậy bạ gì hết trơn, hồi xưa tới giờ không có tình cảm lăng nhăng. À, tôi mong rằng các ngành chức năng để tìm ra để giải quan cho em nó. Các phương tiện truyền thông rồi báo đài thì Ủy ban dân huyện Giuộc cũng đã biết được cái thông tin có công dân là đăng ký hộ khẩu thường trú ở Cần Giuộc. Thì hiện nay thì Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban dân thị trấn và các ngành chức năng của huyện liên hệ với gia đình để nắm rõ thêm về cái thông tin cũng như là hỗ trợ cho gia đình trong cái việc là lập các cái thủ tục cần thiết để mà có thể là sớm đưa cái công dân về quê nhà. Đại sứ quán Việt Nam đã có thư gửi Sở Cảnh sát Las Vegas đề nghị cung cấp thông tin về kết quả điều tra, nguyên nhân tử vong và phối hợp xử lý vụ việc. Cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra, chưa có kết luận về vụ việc và đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi.